Thì Nguyên cũng xin giới thiệu về Nguyên. Nguyên đó là Thảo Nguyên, năm nay Nguyên 29 tuổi. Thì Nguyên cũng đã có hai bé rồi, một bé là 5 tuổi và một bé 3 tuổi. Thì Nguyên có một cái chứng đó là chứng rối loạn tiền đình, cho nên đã lâu năm lắm rồi. Và Nguyên uống thuốc nhiều mà nó không hết. Nhưng mà khi mà Nguyên bắt đầu Nguyên biết về cái dòng sản phẩm VMS Bioreflame và Nguyên đã dùng thử đó, thì Nguyên đã nó giảm hoàn toàn cái chứng rối loạn thần kinh tiền đình của Nguyên luôn, và đồng thời là đến nay Nguyên sử dụng được 2 tháng rồi và Nguyên đã hết hoàn toàn cái chứng đó, dù có thức khuya như thế nào thì nó cũng hết, và mình đã mang lại được cái sức khỏe cho mình, nó rất là dồi dào và nó tràn năng lượng, cho nên hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm mà Nguyên đang tin dùng. Thì đây là cái bộ VMS mà Nguyên đang dùng nè mọi người. Thì nó có ba hương, cái vị đây là wellness bột, thì có dâu, sô cô la và vani, thì ba vị này đều rất là dễ uống, và Nguyên thì Nguyên đang dùng vị dâu. Còn cái mình còn có một dòng nữa là wellness viên, wellness viên thì có viên nam và viên nữ, thì Nguyên thì đang dùng cái viên nữ đó. Và mọi người ơi, cái dòng sản phẩm của bên mình đó thì nó là dòng sản phẩm mà hỗ trợ và cái dòng sản phẩm để tăng cường đề kháng, đó là vitamin nha mọi người, không phải là thuốc cho chữa bệnh, cho nên nó không thể nào thay thế thuốc chữa bệnh được, nhưng mà cái cơ chế của nó là nó giúp các bạn tăng cường đề kháng và các bạn sẽ vượt qua được bệnh tật, làm cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe, thì lúc đó các bạn sẽ có sức để các bạn vượt qua được những cái bệnh tật của các bạn, và đồng thời là các bạn sẽ có được sắc vóc cũng như là cái sức khỏe. Thì Nguyên dùng cái nét bột này á vào buổi sáng là một ly và buổi trưa một ly, buổi tối một ly, cứ đều đặn vậy để cho Nguyên duy trì cái cân nặng của mình. Là Nguyên muốn giảm cân nên Nguyên dùng trước khi ăn 30 phút và sau khi ăn sáng xong thì Nguyên dùng cái wellness viên nè mọi người. Thì bây giờ Nguyên sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đây là cái hộp wellness viên mà Nguyên đã đang sử dụng nè. Sáng Nguyên ăn sáng rồi và bây giờ Nguyên cũng sẽ uống cái wellness viên này. Và wellness viên của mình đó thì một gói như vậy á thì nó gồm có 4 viên mọi người. Mình sẽ cho mọi người coi kỹ nó nha. Đây ạ, 4 viên, một viên tảo nâu nè, hai viên omega nè và một viên vitamin tổng hợp. Đây là cái viên wellness bắc nữ của Nguyên uống nè mọi người, nó hỗ trợ cho Nguyên điều trị cái chứng rối loạn tiền đình rất là tốt luôn. Nguyên dùng được 2 tháng rồi và Nguyên dứt hoàn toàn cái chứng chứng loạn cái tiền đình luôn. Nguyên uống thì sau khi ăn sáng xong Nguyên sẽ uống một gói như vậy, và ngày nào đều đặn Nguyên cũng uống như vậy. Còn wellness bột á thì Nguyên uống buổi sáng, buổi trưa và buổi tối thì 3 ly. Thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha wellness bột luôn ha. Nguyên dùng vị dâu. Đầu tiên á thì mình sẽ pha với lại một muỗng. Khi mình mua là mình có mình Nguyên cũng có cái đồ lắc nè mọi người. Thì mình sẽ pha một muỗng này với 150 ml nước. Thì Nguyên sẽ lấy một muỗng bột ha. Một muỗng này là tương đương với 18 gram á mọi người. Một muỗng gà ha. Muỗng gà mình sẽ bỏ vào cái này trước. Cũng gần hết rồi, rất là đều đặn. Đây là một muỗng gà của Nguyên. Sau đó Nguyên sẽ bỏ vào 150 ml nước ha. Dễ uống lắm vì nó là bột chín rồi, cho nên các bạn không cần phải pha nước sôi nữa. Nguyên cứ đem đi làm như vậy nè, đem cái đồ lắc rồi đem theo nước nước suối của mình đó, rồi đem theo cái dạng bột của mình thôi. Cứ uống rồi mình đóng nắp lại, nắp đều lên, nó dạng như là một sữa nắp đó các bạn, quý vị rất là thơm luôn, thơm mùi dâu thơm lắm. Và mình uống rất là dễ uống mọi người, rất là ngon, nguyên chất lắm và còn tốt cho sức khỏe nữa, đẹp từ trong ra ngoài luôn. À,
À, đó là cái cách mà mình sử dụng wellness mỗi ngày để mình có một cái sức khỏe tốt, một cái vóc dáng tốt, và đồng thời là mình điều trị được cái chứng rối loạn cương tiền đình của mình, nó hỗ trợ cho mình để mình hết hoàn toàn cái chứng rối loạn cương tiền đình sau sinh luôn. Cho nên Nguyên rất là tin dùng cái sản phẩm wellness của bên mình, và Nguyên đã giới thiệu cho rất là nhiều bạn bè cũng như người thân sử dụng và đều mang lại một cái kết quả rất tốt, nên mình rất tự tin nói về cái sản phẩm wellness của bên mình. Cho nên mọi người hãy như Nguyên, hãy cho mình một cơ hội để mình sử dụng cái dòng sản phẩm sức khỏe tốt như vậy nha mọi người. Xin chào mọi người.